kế thừa những quan điểm thiết kế mới. Kiến trúc của biệt thự hiện đại được thiết kế với các hình khối linh hoạt, không bị gò bó hay đối xứng cân bằng, không kém phần nổi bật và sang trọng. Hôm nay Tân Á xin mời các bạn cùng tham khảo mẫu nhà 2 tầng mái Nhật hiện đại kết hợp với gara được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Hùng tại Thanh Hóa. Mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại của gia đình anh Hùng hiện lên với vẻ đẹp mộc mạc, lại càng thêm ấn tượng khi kết hợp với hệ mái Nhật màu xanh dương. Có thể chinh phục tất cả những ngả nhìn, nhà sử dụng hệ mái Nhật có độ dốc vừa phải, không lo thấm rột, từ đó tạo nên một không gian sống thoải mái và dễ chịu cho tất cả các thành viên trong gia đình. Mẫu biệt thự 2 tầng hiện đại được nâng đỡ với hệ cột trụ vuông vức khỏe khoắn ở sảnh chính tầng 1. Ngôi nhà được sử dụng tông màu trắng nhẹ nhàng tinh khôi làm chủ đạo, kết hợp với màu xanh dương của hệ mái Nhật, mang đến cuộc sống yên bình, thanh lịch và giản dị nhất. Ngôi biệt thự được sử dụng những vật liệu có tính ứng dụng cao và thân thiện với môi trường, tạo nên một tổng thể vô cùng đẳng cấp. Điểm nổi bật của những thiết kế hiện đại chính là hệ thống cửa sổ sử dụng nhôm kính sinh pha, nhằm tận dụng ánh sáng, gió trời của tự nhiên, giúp cho không gian nội thất luôn được sáng sủa và đẹp mắt nhất, đồng thời mang đến một nét đẹp hiện đại. Nổi bật trên bức tường thô cứng, phía chính của ngôi nhà được che chắn bởi hệ mái chữ A hiện đại. Ngôi biệt thự có một cửa gỗ chính làm bằng hệ gỗ pano, tạo sự sang trọng và chắc chắn. Hệ thống đèn điện âm trần kết hợp với những đèn điện được lắp trên hệ cột, tạo không gian ngôi nhà luôn được lung linh huyền ảo vào ban đêm, sang trọng và bắt mắt hơn vào ban ngày. Tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí như sau. Với diện tích là 14 x 16,3m, căn nhà của gia đình anh Hùng, tầng 1 được bố trí một phòng khách, một phòng sinh hoạt chung, một phòng bếp cộng ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một sân rửa. Đất tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được bố trí một không gian phòng thờ, 3 phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân giặt phơi. Các bạn vừa tham khảo xong mẫu nhà 2 tầng hiện đại được Tân Á thiết kế cho gia đình anh Hùng tại Thanh Hóa. Hy vọng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy đừng ngần ngại nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.